Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xô phạm đến Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dựng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các
các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa và là Con Chúa, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách cải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: chưa có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là 144.000 người thuộc mọi chi tộc Israel. Sau đó, tôi đã nhìn thấy toàn người đông đảo không thể đếm được. Họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họp, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá tiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: kính lạy Thiên Chúa chúng con, nâng ngửi trên ngai vàng và con chiên. Rồi tất cả các thiên thần đứng chung quanh ngai vàng và các trưởng lão cùng bốn con vật sắp mình xuống trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa rằng: Amen. Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng con muôn đời. Amen. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến? Tôi đáp lại rằng: thưa Ngài, thật Ngài đã rõ. Và người bảo tôi rằng: họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo